Lạnh lâu chưa chị? Lâu lắm rồi đó. Lạnh bên một. Các bạn xem tôi chia sẻ cái tay đó là thì lạnh chân á, là lạnh cái bất cứ là chỗ nào thì ta hơn cái nguyệt vị du đây. Gì đây? Ta hơn đây. Về đây. Đau không chị? Ha. Dạ không, tại em đi hơi thấy đại kỳ. Đại kỳ là cân bằng cái nóng lạnh. Đại kỳ thì mạch đốc. Bên đây nó có cái nguyệt là đại chữ. Nó đường kinh bàng quang. Ừ. Làm chút xíu này, chị này không người ta nữa. Thì lạnh chân thì ta coi lại. Ta coi lại nổi lên. Coi nào ở đây. Thì nó nằm ở đây. Đó là đường kinh kinh vị. Đó là đường kinh vị. Hơi cái giải khê nó cũng là kinh vị đây ta hơ bên này đi ta hơ thêm cái dũng tiệt coi cái chị này hết lạnh tay kia ha. Đây dũng tiền. Rồi chị coi đây. Chị coi chị phát biểu hay sao? Lỡ lạnh nhiều lắm. Phát lạnh chưa? Có 2 phút à. Cho nên cái này tại sao hơi cái điều nghiệp hết. Thì bộ tử của chị này bị lạnh. Chị có đồng có thấy đúng bị lạnh không? Cô tử chị thấy sao? Nó lạnh nó không tiêu. Cho nên ta chỉnh đốn những cái nguyệt đó mà nó hết thì cái tay này thì tất cả không phải cái tay này nó bị lạnh đâu, mà chị thấy cái tay chân đều ấm hơn, tất cả cơ thể đều ấm hết, phải không? Đâu phải chị cái tay đâu, mà có cái chân nó lạnh thì cũng mặc làm gì cũng được. Nếu cái bụng lạnh á thì cũng làm gì cũng được, mà cái bụng nóng á thì ta sẽ chuyển ra cái bộ nguyệt khác. Đây là bộ nguyệt chuyên về trị lạnh ha, để lạnh tất cả trong cơ thể ta sử dụng bằng đông y. Thì các bạn nào có học đông y thì các bạn sẽ hiểu hơn, làm đúng theo cái phương pháp này ngay trong sự việc đó. Cái vùng đó thì đông y thì gọi là a tỳ nguyệt á, nhưng mà nó đau ở dưới đây và ta không dùng a tỳ nguyệt mà ta dùng phản chiếu của đông y thì cái tay này hết lạnh rồi. Chị thấy sao rồi? Đã lạnh nhiều lắm rồi. Đã lạnh gì mà hết lạnh vậy? Cho nên cơ thể chúng ta rất nhiều lắm mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta cần phải khai thác cái cơ thể của con người qua cơ thể học thì mình làm thấy nổi được cơ thể của mình. Và ta sẽ phải đi nắm được 12 cái đường kinh, trong đó mạch nhâm nội nóc, thì chúng ta mới hiểu được cái cơ thể của mình nó hoạt động như thế nào. Và cái mối quan hệ với thằng khác và phủ này với cái tạng như thế nào, căn cứ vào đó mình ta hiểu được cơ thể, ta nắm được cái đó mình ta mới trị bệnh được. Ơi xin chào các bạn ha.